Chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và hôm nay Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn đôi nét về trường đại học James Cook Singapore cũng như là chương trình ưu đãi nhập học vào khóa tháng 3 và tháng 4 năm 2014. Đại học James Cook là một trong 10 trường đại học nhiệt đới hàng đầu thế giới, được xếp hạng đại học 5 sao về kinh nghiệm giảng dạy, là một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới và là một trong 100 trường đại học hàng đầu châu Á. James Cook là một trong các trường đầu tiên đạt được chứng chỉ EduTrade 4 năm, chứng chỉ cao nhất về giáo dục của chính phủ Singapore và nằm tại trung tâm Singapore trên đường Upper Thomson Road. Sinh viên James Cook Singapore có thể tìm thấy sự thoải mái trong không khí học tập ở đây với bạn bè đến từ nhiều nước trên thế giới như là Mỹ, Úc, Đức, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, v.v. Và các chuyên ngành của khóa học thạc sĩ tại James Cook bao gồm thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh ngành quản lý nhân sự, thạc sĩ quản trị kinh doanh ngành marketing, thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp, thạc sĩ kế toán và MBA, thạc sĩ du lịch quốc tế và quản trị khách sạn, thạc sĩ công nghệ thông tin, thạc sĩ công nghệ thông tin chuyên sâu, thạc sĩ hai chuyên ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin, thạc sĩ quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin chuyên sâu. Ngoài chương trình thạc sĩ thì trường James Cook còn đào tạo các cấp độ Anh văn từ cơ bản đến nâng cao, chương trình dự bị cho học sinh hết lớp 11, chương trình cao đẳng, đại học cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam. Và trong kỳ tuyển sinh sắp tới từ tháng 3 và tháng 4 năm 2014, Tân Đại Dương cùng trường James Cook Singapore có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn đặc biệt dành cho các bạn sinh viên khi nhập học, tặng ngay tiền mặt khi ghi danh trị giá 10.250.000 đồng, tặng iPad 2, thẻ membership thư viện quốc gia Singapore, thẻ EasyLink dùng cho tàu điện ngầm và xe bus, miễn phí dịch vụ và dịch thuật, miễn phí kiểm tra tiếng Anh, miễn phí hỗ trợ đặt ký túc xá, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập tại Singapore. Và để biết thêm chi tiết về chương trình học tại James Cook Singapore, các bạn có thể liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của James Cook tại Việt Nam là công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838382080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com.